Chân dung vận động viên ngực trần hot nhất lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 khiến cộng đồng mạng bấn loạn. Vào tối ngày 23 tháng 7, lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 đã chính thức diễn ra sau một năm trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Đã có hơn 200 đoàn thể thao đại diện cho các nước tham gia diễu hành tại lễ khai mạc với muôn vàn màu sắc rực rỡ khác nhau, tạo nên bữa tiệc đầy sống động. Đặc biệt, truyền thông và cộng đồng mạng quốc tế xôn xao trước màn xuất hiện đầy nóng bỏng của người cầm cờ cho đoàn thể thao Tonga. Đó là vận động viên Peter Touka Filter. Vận động viên sinh năm 1983, này xuất hiện với thân hình vạm vỡ, để ngực trần khoe cơ bắp rắn chắc. Theo truyền thông quốc tế, Peter Touka Filter cao 1m92 và nặng khoảng 100kg. Tại Olympic 2016, Peter Touka Filter thi đấu bộ môn Taekwondo. Vào thời điểm đó, Peter Touka Filter rất ngạc nhiên khi được truyền thông săn đuổi. Anh cho hay mình ăn mặc như vậy không để cầu sự nổi tiếng, mà anh chỉ đang cố gắng đại diện cho đất nước, lan tỏa văn hóa quốc gia bằng cách mặc trang phục truyền thống. Trong kỳ Thế vận hội Tokyo 2020, Touka Filter quyết tâm chinh phục mục tiêu mới, cố gắng đem huy chương về cho nước nhà. Với anh, mỗi lần thất bại là thêm những bài học quý giá giúp anh tiếp tục nỗ lực và rèn luyện.